Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần cuối cùng của chương 3, đó là từ bài 6 đến bài 11. Phần bài 6, mọi người chọn sách nhé, đó là trang số 46. Bắt đầu từ bài 6, trang số 46. Yêu cầu của bài này đó là mở file, đọc file cho học sinh, sau đó thì chọn ngẫu nhiên. Chọn cái ngẫu nhiên là 50 sinh viên, 50 học sinh. Cắm lên. Rồi. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần là hướng dẫn. Sau đó sau lần dẫn xong, chúng ta sẽ load cái file lên. Sau khi mà load file xong, chúng ta sẽ chạy thử cái này xem nó chạy không. Rồi, tiếp theo chúng ta cần lấy 50 cái hàm trong cái dữ liệu đó. Mình biết là đây, ý tưởng đầu tiên chúng ta sẽ sinh một cái chuỗi các số từ 1 đến 50. Sau đó, chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên 50 số trong chuỗi đó. Kế đó, chúng ta sẽ áp 50 số đó vào trong cái dãy. Đấy. Được 50 hàng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở lại. Đó thì lưu vào hàng sau đó là save kết quả file bằng thế này. Cái này hoàn toàn là sách ghi rồi. Chúng ta tiếp đến bài 7. Tạo lấy số từ 1 đến 100. Ở đây chúng ta sẽ xem lại trang số 36. Trong 36 ta làm gì, đó là như này. Và tiếp theo là tạo một số chẵn. Chẵn là điểm gì? Đó là mỗi số cách nhau hai số. 0 đến 2, 2 đến 4 thì là cách nhau 2. Từ 0, 0 đến 100 mà cách đều là 2. Câu tiếp theo là tạo dãy số mà có 3, số 3 lập 4 lần, số 5 lập 10 lần, số 16 lập 7 lần đây. Thì cho này, danh sách những cái số cần lập và danh sách cần lập của chúng. Thấy không? Cái này danh sách cũng ghi, đó là trang 42. Phần tiếp, chúng ta sẽ làm tiếp sang tạo phần nữa, tạo dãy số 1, 2, 3, 4 lần lượt lập. Thì nó thế nào? Chú ý đây, chơi cho lập không một lượt đúng không ạ? Ở đây chúng ta lập không một lượt, tôi dạy đây. Đó, tức là 1, 2, 2, 2. Còn nếu để hàm tham là cụ. Rồi. Tiếp theo, ta phải đề tạo thứ bậc. Phải tạo thứ bậc. Thế tạo biến thứ bậc với hàm GL đây. Không khó gì cả, mẫu rồi, nhưng riêng cuối cùng nó tạo biến thứ bậc gồm 3 bậc với số lần lập tương ứng là 235, 258 với ABC. Thì mọi người muốn làm lần công thức này. Nhưng cái này là sẽ mới làm được, nếu chúng ta tái định nghĩa lại cái hàm GL. Nhưng cái hàm đó nó lại nằm ngoài cái khung chương trình của trường, thế nên mình không định nghĩa cái hàm đó. Và mình tiếp cận cách khác đơn giản hơn. Đầu tiên chúng ta tạo dãy, tạo cái chuỗi mà có sao cho A lập 2 lần, B lập 5 lần và C lập 8 lần. Kế đó
chúng ta sẽ dùng hàm factor để tạo ra cái biến đó, cái biến lặp là cái biến thứ bậc đấy. Thôi tiếp theo sang bài 8. Bài 8 cho làm gì? Sinh ra 5 người đấy, cũng như 4 người thì viết ra sinh ra nhóm này, nhóm người xong ta lấy 5 người mẫu đó ra là xong. Đây. Chúng ta có 40 người, lấy mẫu 5 người. Cái câu 9 cũng tương tự như vậy, chỗ khác ở đây là khi mình cũng như lấy ra thì chúng ta phải cho phép hàm nó chọn ngược lại. Ta có hai biến là hai trường hợp là sấp và ngửa. Ở đây câu 9. Nhưng mà do khá hơn ngửa thì ra thì nếu mà nếu không có replace này một chu để chọn phép chọn là 50. Đó. Sau đó đếm thôi, đếm dùng hàm len để đếm người gửi vector vậy. Đấy bạn này. Theo bài 10, bài 10 tương tự bài 9, chỉ có khác là cái hàm mà ta sinh ra 6 số, 6 trường hợp, chứ không phải 2 trường hợp như là cái thằng đây, thằng 16, còn thằng ở trên thì sấp ngửa rồi, thằng này thì sấp cái ngửa. Còn bài 11 thì nó cũng giống thôi, bài 11 phải sinh ra một bộ bài có 52 quân, mỗi chất thì có 13 quân từ át rồi 1 đến 2, 3, 4, 5, 6 đến K. Có 4 chất, vậy là repeat 4 lần. Và ta lấy 5 mẫu, 5 quân từ cái này, thế là xong. Nhưng mà do yêu cầu của bài chạy đến khi nào chúng ta tìm được một cái bộ đôi trong đó. Tiếp nhé, có 13 rồi này. Thế là xong. Thực ra chúng ta làm được một cái bước với hàm để cho chạy lọc cái thằng xem của này. Nhưng mà cái đó nằm ngoài chương trình của nhà trường, chúng ta mình không hướng dẫn. Nếu bạn nào có nhu cầu cần biết thì mình làm video riêng. Được chưa? Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chúng ta quay lại với chương 4 trong bài tới. Hy vọng các bạn sẽ thích với việc những video này. Thank you.